Hello everybody, welcome back to my channel. So today in the next video, so I'm going to channel you. Mà đoàn tiết cứ khi nhóm lực dụng mê rinh này tì đọc rộng bốn hay sẽ tôn tình nâng biệt nông sang lễ là dường như vì càng nghĩa để chạp đam và sợ ẻ mà chúng mong bốn trong mơ video vì part 1 until part 18 mong bốn này cho từ nông channel bọc nhóm subscribe channel hay đã cân đấng đầm bây từ tu ban mê rinh chi bật to và to mà. Chúng ta cũng chắc dừng bật to cho vị tì mùi tìm nóng để chạp đam đỏ rõ. Sales manager, okay. Sales manager. Sales manager mean a person who is responsible for leading and coaching a team of sales people. Yes. Nè, từ thu gặp trở chúng phụ ca đặt nhóm rồi có ca bằng vật trong này một lực lượng dân ra thà nè cục trong này lụa mà nè cục trong này lụa. Next is scientist. Ok, scientist. Scientist mean a person who is an expert of the natural or physical sciences. Chẳng cứ chìm nó nè là mình chủ nghĩa này thông bị chết của đôi chìa này vật chia sẻ kháng rụp chìa và ok đừng dân bài thân nhạc vật chia sẻ scientist dân bài thân nhạc vật chia sẻ secretary secretary dân anh luôn thà secretary rồi có secretary mà. Secretary in English mean a person who assists with correspondence, make appointments, and handle with administrative tasks. Chẳng dự bài thác cư chì mùm nét đã chú ý được nông ca trái tóp, ok, correspondence, trái tóp bằng ca nơi ca nạp chút hay nâng đọc sài nơi cách ca khang rốt tà bào. Secretary chì phía sạc máy dự bài thác lê khả, ok, lê khả secretary chứng nhận chui chúng nuôi tại đó mấy cứ chỉ lấy khả để chui tại con trường ca và cả nên mình nhận trong nạp chút cho mỗi thờ cài chẳng quá trình rịp trong ca nạp chút hỏi có quật vừa ca khang ca trái top chi lý lạ so rồi có trái top chi đây hay có miền ca nghe khang rất ba là phật tử thuê phòng đại chẳng chỉ lấy khả. Security guard. Security guard. Security guard means a person who works to protect a building against intruders or damage. Okay. Chứng khi chúng dùng đại thuốc ca là mấy ca phía nơi ạ kia tôn tên đang ca bằng play bằng play xem xây bạn. In English, in Khmer, con xanh đi sọc. Yeah, dương trai thác con xanh đi sọc. The last word is supervisor. Supervisor. Supervisor means a person who supervises a person or an activity. Vì chỉ mình nhắc đã khớp cồn mà rồi có tru tra từ lời manu rồi có sắc cam mập hiệp. Dương prai tha nhẹ tuột mà chương nhẹ tuột về lời kê nữa là ta supervisor. Okay. So we read the word three times each again. Sales manager, sales manager, sales manager, scientist, 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 secretary, 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 security guard, security guard, supervisor, supervisor, supervisor. Okay. Nhưng ông quân nhà thằng học này chẳng chăm xong mình chọc trầm vấn này hay xin tâm thằng bóng bộ này chọn trăm hành trạch biệt ngoài này. Complete cho từ nông channel rồi bọc nhóm đồng bày riêng mê riêng chất trang để bạn nhầm bạn upload. Hay chỉ biết xác cư biệt
tại thôn càng như không sao đấy tăng tỷ này thì mỗi đồ đọc này thì đọc bằng bầy thằng đó và complete subscribe hay share video này từ thành một hẹn bóng bốn hay xung trong trăm tam đán là nữ thiện ti mà phẩy để khi mình lửa láng nữ nông video cọc bạn một con chán chung bóng bốn mình sọc thịp lo thằng ốc này xung chung được.